Hơn 30 chai là nhiêu đây cho anh em quay rim fill LED nha. Đó thì đây là của một chủ xe này, nó sell rim thì anh em thấy là trên dưới 7 củ rồi. Thấy không? Cặp phục này mười mấy củ là dạng của Moncay luôn nha anh em. Moncay là dòng cao cấp là nó sẽ có cái chân xanh ở dưới đây nha. Đó, full hộp nha, có tặng bộ lò xo nè. Rồi full đầu máy bên đây là full 54 nữa thì anh em thấy là gần trên dưới 30 rồi, anh em chưa thấy có câm nè, chưa thấy có câm có đụm luôn. Thấy không? Chọn một chiếc xe quay rim mà anh em nói là chứ nếu mà dọn full nắp xanh về là ra chừng trên 50 hoặc 60 là chuyện bình thường nha anh em. Đó, cái hộp này 10 triệu hả? Gì hả? Hả? Rồi mình cũng giới thiệu sơ cái combo 54 luôn. Đây, xúc bắp xịn, gia công miệng rất là thoáng nha anh em. Lồng rất leo, trái gia công sẵn. Đó, rồi lốc mình gia công luôn cho anh trai. Rồi phục ngon cây này thì lên rất là đẹp nha anh em, chân chỉnh thì bao nhôm luôn. Ủa sao tiếng này nó khác với tiếng mấy tiếng kia quá ta, tiếng gì á bé Tân? Tiền ha, đâu nghe lại coi tiếng có tiền mập kêu nghe nhẹ nhàng nhưng mà tiếng nào ra tiếng đó chắc hơn dữ ha. Vậy tiếng về là ăn tẹo nè. năm sĩ ơi hả? Tính ra phụ này nhìn coi cũng giống mấy phụ phay quá. Cổ lộn. Dễ đẹp à. Có nào phay giống vậy không Mập? Không anh ơi. Tao thấy giống quá ta. À. Ê, mấy phụ phay là này bằng nhôm mà con này là bằng ấy à. À không? À. Vậy mà mười mấy triệu tệ. Tự nhiên sao mười mấy triệu ta? Này bằng nhựa luôn nè. Còn kia là bằng nhôm luôn á. Trên dưới cũ là bằng nhôm luôn á anh em. Trời, cái hộp mắt á anh chứ cái phụ không hết anh nè. À. Rồi cái này tùy theo anh em mua gói bảo hành 3 năm giá khác, 5 năm giá khác. Đó, cho nên là anh em cứ việc mua gói không bảo hành đi ha. Còn bảo hành chắc nó còn có 1 triệu rồi anh em. Rồi, điện này điện gì mà sao nó đục đục mà mời em không? Kim ít sell rim à, sell rim vậy hả? Có chữ rim vậy nó mắc hơn hàng kia 6-7 triệu vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Cái hộp này hình như nó cũng bự hơn phải không? Bự hơn anh. Tại cái hộp bự nên nó mắc hơn kia đúng rồi. Chỉ vậy thôi. Ừ. Chữ màu đỏ thôi, kia màu xanh. Tính ra người Việt Nam mình dễ dụ dữ ha. Tao có dụ người ta không? có không? Chắc có nha. Rồi, cầm điện này về ngủ đêm đi, đêm năm sĩ. Nha, mời gặp khách. Một ngày bá Trân về ông ngủ đi cưng. Đêm trả anh 5 xị. Thôi 5 xị đó để đi chơi à. Để đi nhậu phải không? Có. Rồi. Rồi anh em nào cần thì cứ việc liên hệ nha. Cảm ơn anh em nhiều.